Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh review đồng hồ chính hãng của CityWatch. Hôm nay CityWatch có mang về cho anh em một chiếc Orange Sun and Moon, một trong những phiên bản huyền thoại của dòng Orange. Nhắc tới Sun and Moon thì anh em cũng đã biết rồi, cũng với khá là nhiều phiên bản. Ngày hôm nay mình giới thiệu cho anh em là một chiếc phiên bản Black rất là đẹp, full Black các bạn. Đó, phiên bản hắc mà phải nói là rất là nổi tiếng luôn. Đây, nhân vật chính ngày hôm nay mình sẽ lấy ra cho anh em cùng xem và cùng chiêm ngưỡng. Nó rất là đẹp các bạn, đẹp tuyệt vời luôn. Đây, các bạn thấy không, em này thì quá là tuyệt vời. Em này thì có phần size là size 42.5mm cùng với độ dày lên tay là 14mm. Bây giờ mình sẽ cùng nhau lên tay thử cho anh em cùng xem và cùng chiêm ngưỡng đẹp tuyệt vời của em Sun and Moon Black này các bạn nha. Thế hệ thứ ba rất là nổi tiếng luôn. Rồi đây, để tay cho anh em xem. Đây các bạn, rất là đẹp mắt luôn. Thì tay mình có cổ tay là 16.5, hơn 16.5 chút xíu. Lên tay chiếc này các bạn thấy là khá vừa đẹp và ok. Thì anh em có cổ tay là từ 15.5 trở lên á, mình nghĩ đeo Sun and Moon Gen 3 là rất là hợp rồi. Vì nó là size chuẩn của người Việt Nam. Thì những anh em có cổ tay nếu mà khoảng từ 16 thì là đẹp nhất, 16.5 như mình gọi là đẹp nhất rồi. Đó, em này thì có độ dài lớp 2 là khoảng 52. Đó, rất là tuyệt vời. Sun and Moon luôn luôn là như vậy, rất là đẹp và sang trọng tầm tầm giá. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ nói về phần máy. Em này thì sử dụng của máy F6B24 với 22 chân kính và cho thời gian chữ cốt là 40 giờ. Đó, với đầy đủ những chức năng tiên tiến của dòng máy automatic mới của nhà in-house Orient thì là lên có tay ở đây. Lên có tay và lên có tự động cùng với hacking stop các bạn nha. Thì hacking stop thì anh em khi kéo ra chỉnh giờ thì máy nó sẽ dừng. Đó, sẽ dừng thì anh em sẽ chỉnh giờ nó sẽ chính xác hơn, tránh sai số trong quá trình mình chỉnh giờ. Đó. Rồi. Đối với em này thì việc chỉnh thứ và chỉnh ngày cũng khá là đơn giản thôi. Anh em chỉ việc kéo ra nấc đầu tiên, đó, xoay theo chiều kim đồng hồ thì anh em sẽ chỉnh được thứ này, đó, rất là dễ dàng. Và xoay ngược chiều kim đồng hồ thì anh em sẽ chỉnh được ngày. Đây, ngày nó sẽ thể hiện được 3 cái ngày liên tiếp nhau, anh em xem rất trực quan. Đây là một trong những điểm đặc trưng của dòng Sun and Moon Gen 3. Đây, rất đẹp các bạn. Rồi, đó, rồi xong. Tiếp theo mình sẽ kéo ra một thêm lock nữa thì anh em sẽ tới chỉnh việc chỉnh giờ. Đó, chỉnh giờ đây. Đó, rất là đơn giản các bạn ha. Rồi xong, anh em đóng lại, máy tiếp tục chuyển động, kim dây tiếp tục chạy, rất là đẹp mắt. Thì về phần mặt Dio thì mình sẽ nói luôn, phần mặt Dio em này thì quá là tuyệt vời rồi. Nhắc tới Sun and Moon Gen 3, anh em sẽ biết ngay một phần mặt Dio vô cùng quyến rũ. Mà cái điểm đặc trưng nhất chính là cái ô lịch Sun and Moon ở góc 5 giờ đây. Thì Sun and Moon là một trong những cái điểm đặc trưng nhất của dòng Orient. Đó, nó làm nên một thế hệ Sun and Moon danh tiếng từ Gen 1 cho tới Gen 5. Đó, nó quá thành công với những Gen 3, Gen 4 hoặc là những Gen trước đó luôn luôn. Khách hàng luôn luôn chào đón vì là những cái thiết kế của Sun and Moon không bao giờ lỗi thời luôn các bạn. Nó quá đẹp và rất tinh tế các bạn. Dưới góc 2 giờ anh em sẽ thấy là dòng chữ Orient Automatic cùng với logo thương hiệu ở đây. Đó, nhìn rất là đẹp mắt và đầy tinh tế. Điểm đặc biệt ở của em Sun and Moon thì anh em đã biết rồi, với 12 cái cọc số la mã được nhà sản xuất tạo hình rất là đẹp mắt và sơn cái màu trắng nổi bật trên cái tông nền black vô cùng đẹp mắt. Chưa dừng lại ở đó, anh em sẽ thấy là toàn bộ kim đó, từ kim giờ, kim phút, kim chỉ thứ này và kim dây, tất cả được làm cái màu sơn trắng rất nổi bật trên cái tông nền đeo đen. Và kim riêng cái phần kim giờ và kim phút là được nhà sản xuất tạo hình lá liễu đặc trưng của dòng Gen 3. Và kim dây là kim mắt ngỗng, rất là quý phái và đẹp mắt. Bên cạnh những cái cọc số này, các bạn sẽ thấy là được hãng có đánh dấu chấm ở đây, chấm ở chia vạch ở đây, thì anh em có thể theo dõi giờ giấc nó chính xác, nó cụ thể hơn đến từ phút các bạn nha. Rồi, dưới này là dòng chữ Sportman, thông số của máy và màu sắc đây, khá là chi tiết. Rồi, về phần kính thì em này là sử dụng kính sapphire nguyên khối chống trầy các bạn nha. Đó, Sun Moon Gen 3 là sử dụng kính sapphire nguyên khối cho độ dày rất là ấn tượng, sẽ giúp cho anh em sử dụng trong vấn đề mình sinh hoạt nó tiện lợi hơn, không lo vấn đề về bị trầy xước và bị va đập, bể vỡ. Rất là tuyệt vời. Tiếp theo mình sẽ đi qua phần bên hông của em Sun Moon Gen 3 Black này. Phần bên hông này thì sẽ được nhà sản xuất là mạ bóng hoàn toàn các chi tiết. Đó, cho độ hoàn thiện rất là tốt và đẹp mắt. Riêng phần nấm vặn thì anh em sẽ thấy là nấm vặn có khắc logo của Orient ở đây. Phần viền benzo này, phần niềng và phần cây boss này, tất cả là được phay bóng hoàn toàn các bạn nha. Rất đẹp mắt và cho độ hoàn thiện rất là ấn tượng. Rồi, tiếp theo mình sẽ nói về phần dây. Dây em này là một sợi dây vân đen, dòng vân đen ở trên là vân đen vân cá sấu, ở dưới này là được lót da bò rất là đẹp. Sợi dây này thì có độ rộng dây là 22. Đó, ở dưới này được dập những cái thông tin của Orient và những cái thông tin chi tiết của sợi dây da cao cấp. Thì sợi dây da này mình đánh giá rất là cao về cái độ dày
độ bền, và em này được bố trí một cái khóa cài, hay khóa cài là khóa bướm chống gập đặc trưng của dòng Oren đó. Với cái chiếc khóa này thì anh em có thể sử dụng, chứ đồng chiếc dây của mình nó sẽ ok hơn rất là nhiều, đẹp mắt hơn, và nó sẽ chống gập dây và gãy dây, sử dụng dây nó sẽ rất là tiện lợi hơn trong quá trình mình sau này đó. Và trên khóa không thể thiếu chi tiết dùng chữ Oren được khắc ở đây, rất là đẹp mắt đó, vô cùng tuyệt vời. SAK0004B0 này là chiếc tag của Oren, rất là đẹp mắt. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết về phần mặt carbox, phần nắp lưng đây. Phần nắp lưng rất là đẹp mắt của dòng Sunemoon đây các bạn, các chi tiết là mã bóng rất là sang trọng, và điểm đặc biệt nổi bật chính là một cái cổ máy lộ máy hoàn toàn ẩn sau một cái thấu kính to bản đây. Đây chi tiết phần bánh đa đây các bạn, được nhà sản xuất có khắc những thông số đây, F máy F6B24 này, xuất tại công ty Oren Watch Company, đặt trụ tại trụ sở của Nhật Bản Tokyo, 22 chân kính này, Oren, và với cái logo của thương hiệu. Nói chung là một cái cỗ máy quá mạnh mẽ, mà phải nói là đẹp mắt rồi, không phải gì phải chê nữa. Một cỗ máy đến từ của Nhật Bản. Đây, máy độc quyền Epson Seiko, phiên bản Made in Japan, bản nội địa rất là chất lượng các bạn nha. Rồi, series của K, độ chống nước em này là 53 các bạn. Đây, chống nước 53, sử dụng nước và đi mưa thoải mái. Chất liệu stainless steel thép không gỉ đó. Nói chung là không phải chê nữa, một mặt carbox quá tuyệt vời đó, từ mọi góc nhìn đẹp mắt không thể chê vào đâu được. Quay trở lại bên nhân vật chính ngày hôm nay, Oren Sunemoon Gen 3 phiên bản Black. Chiếc này có giá ở ngoài hãng khá là cao các bạn, mình nhớ không nhầm thì nó rơi vào đó luôn đó, khoảng là 11 triệu, rất là cao. Thì hiện tại Siwatch đã may mắn săn về cho anh em chiếc Sunemoon Gen 3 Black này với một mức giá vô cùng tuyệt vời và ấn tượng, thì chỉ đâu đó lên quanh khoảng 6 triệu thôi. Về phần mức giá chi tiết thì anh em có thể tham khảo phần cập nhật mà admin có để phần mô tả bên dưới các bạn nha. Ok, nếu anh em là thích em Sunemoon Gen 3 Black này thì hãy gọi ngay một số line của admin là 0938777214, hoặc có thể nhắn tin qua Zalo hoặc IMAX sẽ được admin tư vấn để mua em nó ngay các bạn nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của Siwatch. Nếu anh em là thấy hay thì vui lòng ấn like và subscribe kênh đăng ký của Siwatch, và đừng quên để đánh chuông để theo dõi những video tiếp theo mà Siwatch sẽ đăng lên. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.